Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, sư có rằng là Đức Phật hoặc người có chứng đắc có thể nhìn thấy nhiều kiếp trong vị lai của một người. Dạ, việc nhìn như vậy là chỉ tại thời điểm nhìn phải không ạ? Nếu người đó có tu tập hoặc tạo nhiều thiện nghiệp sau đó thì các kiếp vị lai đó sẽ thay đổi, có phải không ạ? Con xin thiên sư ạ. Đức Phật chỉ nói về cái vị lai của một cái người mà cái người đó chắc chắn những cái nghiệp đấy nó sẽ cho ra cái quả là vị lai đấy. Tức là một cái vị lai, những cái quả thì nó có thể thay đổi, nhưng có một số quả nó không thể thay đổi. Ví dụ như là một cái người đã phạm vào ngũ nghịch trọng tội thì vị đấy chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, không địa ngục này thì địa ngục khác mà thôi, chứ không thể tránh khỏi được. Thì cái điều đó là thấy được cái vị lai của một vị, vì chắc chắn cái hành nghiệp đấy nó sẽ cho ra cái quả báo như vậy, không thể thay đổi được. Còn có một số những cái vị lai khác mà nó chưa cố định thì Đức Phật sẽ không tuyên bố và không nói nên. Còn những cái vị lai gì đó mà nó có sự cố định, ví dụ như là một vị Bồ Tát này sẽ thành Phật, thì đó là một cái vị lai cố định. Một cái vị này tương lai sẽ là một vị Thượng Thủ Thanh Văn, Đại Thanh Văn, hay là Ngài cũng nói là tương lai Tề Bà Đạt Đa sẽ trở thành một cái vị độc giác Phật, hay là Vua A Xà Thế cũng sẽ trở thành một vị độc giác Phật. Thì đó là một cái tương lai nó đã cố định, bởi vì các vị ấy đã tu suốt cả hai tăng kỳ kiếp rồi, thì thêm 100.000 đại kiếp nữa là sẽ thành tịnh. Thì vì Đức Phật thấy được những cái nhân quá khứ như vậy, nó sẽ cho ra cái quả ở tương lai như vậy, cho nên Ngài chỉ tuyên bố những cái gì nó đã chắc chắn, còn cái gì còn mơ hồ thì Đức Phật không nói đến. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho con làm thế nào để leo luyên Phật Pháp tới cha mẹ và người thân. Dù người thân của con vẫn làm lành, tránh ác nhưng không nghe giảng Pháp. Trong gia đình nếu có người thực hành theo chánh Pháp, tu theo lời Phật dạy thì năng lượng đó có tác động được đến người thân không ạ? Con xin sư cho con lời khuyên với hàng Phật tử tại gia lớn tuổi. Nên nghe Pháp nhiều hay thực hành nhiều khi đã lớn tuổi và thời gian không còn nhiều ạ? Vì cái sự thực hành của mình sẽ có ảnh hưởng tốt nhất. Nên muốn cảm hóa người khác thì mình hãy thực hành trước đi. Có sự thực hành, có thành tựu rồi thì lúc đấy mình mới có cái sự lan tỏa ảnh hưởng tốt nhất, không gì bằng. Còn nếu mình chưa thành tựu thì mình phải biết cách dẫn dắt những người thân của mình đến những cái người mà có cái năng lực đấy, có cái khả năng có thể giảng dạy cho người khác tu tập được, và nó còn tùy duyên. Nói chung là mình biết dùng nhiều cái thiện xảo phương tiện để độ một cái người vào đạo. Và cái người lớn tuổi rồi thì nên cũng phải tùy theo cái căn tánh của người đó ưa thích cái gì. Có những người ưa thích tụng kinh thì tụng kinh, có người ưa thích hành thiền thì hành thiền, có người ưa thích làm cái việc phước thì làm phước. Miễn làm sao mình tạo được một cái thiện nghiệp gì đó có thể để cho cái vị đó nương vào đấy mà sinh về cõi này. Nên những người mà có cái tâm hiếu với những cái cha mẹ thế thì tốt, mà còn tùy duyên, mình còn làm được đến đâu thì mình hẳn làm thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huy ạ. Dạ, con xin sư chỉ dạy cho con ngũ ấm ma trong tu tập là gì ạ? Con xin thiên sư. Ngũ ấm là người ta hay nói về cái ngũ uẩn. Cái từ ngũ ấm này thực ra thì nó ở trên kinh Phát Triển thôi. Chứ trong Nguyên Thủy thì Đức Phật chỉ nói về năm uẩn. Năm uẩn thì nó có cái tham ái, tức là hiểu sai về năm uẩn này. Vô minh cho rằng sắc là ta, là của ta, tự ngã của ta. Thọ là ta, của ta, tự ngã của ta. Tưởng hành thức đấy, là của ta, là tự ngã của ta. Thì do cái sự tham ái, cái vô minh, cái tham ái, cái chấp thủ vào cái năm uẩn này, cho nên được gọi là năm ấm, bởi vì nó ngăn che mà. Nó ngăn che mất cái trí tuệ, làm cho mình không có thấy được cái chân lý, không thấy được sự thật. Hay là một cái người phát triển được trí tuệ thì là cái người đó phải thấy, phải giác ngộ ra được cái năm uẩn này, nó là cái, thấy được tính sinh diệt nó, thấy được sự vô thường của vô ngã của nó, thì đấy là đúng sự thật. Còn nếu một cái người nghĩ rằng nó là thường lạc ngã tịnh, cái người nghĩ năm uẩn là thường lạc ngã tịnh, đấy là bị ngũ ấm nó che mất, nó che nấp đó. Thì đấy, nó chỉ là thế thôi, còn người ta biện luận giải thích lung tung ra nữa.
thì người ta gọi là ma chướng nọ nọ kia kia, nó là những cái phiền não ở trong tâm con người, thì người ta gọi là ngũ ấm ma là vậy, vì từ tam uẩn đấy nó sinh ra những cái phiền não thì gọi là ngũ ấm ma là vậy. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuyết Nhi ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi làm như thế nào để bớt nóng giận ạ? Sư cho con biết làm sao để kiềm chế được cơn giận ạ. Cơn nóng giận sân hận thì nếu như mình để đến lúc nó nóng rồi mình mới kiềm ấy, thì nó giống như là một cái người chờ lúc cháy nhà rồi bắt đầu mới đi dập lửa, thì nó sẽ rất là gian khổ, mà có khi không dập được, có khi nhiều người nhảy vào dập lửa còn chết theo. Thì cần phải dập nó, đề phòng nó ngay từ lúc mà lửa nó chưa cháy thôi, thì mình đã phải huân tập được, đề phòng được, đừng để cho lửa nó cháy nữa. Đó là hàng ngày tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì mỗi ngày dành ra 1, 2, 3, 4 tiếng gì đó, nhắm mắt lại ngồi thiền. Xong là mình hướng tâm đến tất cả những người xung quanh mình, tác ý cầu mong cho mọi người thoát khỏi những nguy hiểm. Cứ niệm 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 như vậy, đấy là tâm từ, hoặc là cầu mong cho mọi người thoát khổ về thân, khổ về tâm, hay cầu mong cho mọi người được an vui hạnh phúc. Mình phải tu tập làm cho từ tâm của mình nó trở nên sung mãn, nó trở nên mạnh mẽ, để nó luôn luôn thấy những cái điều tốt của mọi người, nó không nghĩ đến điều xấu của mọi người. Khi cái tâm từ ấy nó mạnh lên rồi thì tâm sân nó sẽ không khởi lên nữa. Tâm sân nó khởi lên là do mình hay nghĩ xấu về người khác, hay nhìn vào lỗi của người khác. Tâm từ nó sẽ khởi lên khi mình thấy những cái điều tốt của người khác. Thì bây giờ mình thay đổi cái cách nhìn nhận, suy nghĩ thì nó cũng bớt đi tâm sân. Không nghĩ xấu về ai nữa, chỉ nghĩ tốt thôi. Không nói xấu ai nữa, chỉ nói tốt mọi người thôi. Không nghĩ xấu về ai, chỉ nghĩ tốt về mọi người thôi. Không làm việc xấu, mình chỉ làm những việc tốt có lợi ích cho mọi người thôi. Thì tâm sân nó hết, tâm từ nó sẽ tăng lên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuyết Nhi ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi năm thứ ngũ dục là gì ạ? Năm ngũ dục, ngũ dục ở đây là sắc dục, là con mắt mình tham ái với sắc. Thanh dục là tai mình ái với những cái tiếng ngọt ngào, nịnh bợ hay là du dương ấy. Hương dục là mũi mình tham ái với những cái mùi mà nó hấp dẫn, nó thơm, thọ. Còn vị dục như lưỡi mình nó tham với những cái vị ngon, hấp dẫn mình đi. Xúc dục là cái thân của mình nó thích xúc chạm với này, những cái cảnh trần, ví dụ như là nó xúc với những cái vật. Ví dụ như là mình cứ thích xúc chạm, ví dụ như mình thích mặc những cái quần áo nó êm đẹp, thích nằm những cái giường nó êm đẹp. Đấy là cái sự xúc dục, hay là cái sự xúc chạm giữa nam nữ nó tạo ra cái tham dục. Thì đấy nó cũng là xúc dục, đấy nó gọi là ngũ dục là thế. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Trường ạ. Dạ, con kính bạch sư, con sắp chuyển đến nơi ở mới thì con nên làm theo tục cũ là mời thầy cúng về bốc bát hương và làm lễ không ạ? Con luôn muốn sống trong tinh thần làm đúng theo chánh pháp không tà kiến. Con mong sư tử vi giảng dạy giúp con ạ. Chuyển về nhà mới thì có cần lễ bái không? Thì thực ra thì là một cái người mình ở chỗ nào, mình sẽ, nếu là một cái người đó mình có thờ Phật ý, thì khi mình đến đấy mình lập lên một cái ban thờ Phật, mình tụng một cái thời kinh, hay là hôm đấy mình thọ trì giới, mình tụng kinh rồi mình hồi hướng cái phước này đến các cái vị chư thiên, vị hộ thiện, các cái vị thần linh sống ở cái khu này. Chỉ cần làm như thế là giống như là một cái giống như mình đi đến đâu mình cũng có cái từ tâm rải đến các cái chúng sinh hữu hình vô hình ở đấy. Giống như là mình chuyển đến một cái nơi nào đó ở thì mình cũng phải khai báo cái hộ khẩu nhân khẩu của mình đến chính quyền địa phương. Hay là một cái người thì mà mình có niềm tin rằng có các cái vị thần linh sống ở cái nơi đất này, thì lúc đấy mình làm một cái việc phước như là tụng kinh, như là bố thí cúng dường gì đó, mình hồi hướng cái công đức đó cho tất cả những cái chư thiên sống ở xung quanh đó, đến tất cả chúng sinh hữu hình và vô hình sống ở đó thì là mới thì cũng được, thì cũng được. Hoặc là một cái người đấy mình sống đúng đạo, mình có sống không có làm việc bất thiện gì thì mình cũng chẳng cần phải lo gì về cái việc cúng bái. Tự mình làm ấy, tạo ra phước thì nó sẽ có được cái phước này. Còn cái việc mà mời một cái vị thầy về để lễ bái, chấn yểm, yểm đạo, bùa chú để mong cho được tốt đẹp cái này cái kia thì cái đấy nó nặng về cái mê tín quá, nặng về mê tín dị đoan quá. Thực ra cái việc đấy không cần thiết. Tự mình bỏ quyển kinh ra mà tụng cũng được ấy. Mời ông thầy về ông cũng mang kinh đến ông tụng, chứ ông ấy
Thế đâu có phải là ông ấy mang tiền của gì đến cho mình đâu, hay là ông ấy có tiếp xúc được với mấy ông thần linh thổ địa ở đấy đâu. Ông có bảo được ông là các ông ở đây đừng có bắt nạt cái người này nhá, ông phải phù hộ cho cái người này nhá, vì ông ấy, người này thuê tôi đến đây để nói với các ông như vậy. Có làm được cái chuyện đó không? Nó là vô lý, không có, nên là mời các ông ấy tụng kinh cho tự mình tụng đi. Thì mình hãy tự làm việc đó. Hôm đấy cái việc tốt nhất là tự mình tụng một tờ kinh giữ giới, hoặc là làm phước thiện gì đó mà hồi hướng chia phước đến tất cả chúng sinh là đủ rồi, thì nó mới thật sự nó có lợi lạc. Còn những cái làm những cái việc khác thì bỏ qua đi cho nó thảnh thơi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Duy Tuấn ạ. Dạ, thưa sư, có Phật tử hỏi như này, mong sư hoan hỷ giải đáp giúp con ạ. Dạ, thánh quả Bất Nai Anaham là thánh quả thứ ba, vị ấy đã đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử. Trong đó có lục ái, tức là vị đó không còn tham ái cõi lục giới mà chúng ta đang ở này, nhưng còn sắc ái và vô sắc ái, tức là còn tham ái ở cõi sắc và vô sắc ạ. Câu hỏi thắc mắc ở đây là đối với hành giả thuần quán không hành thiền định, tức là không có tứ thiền bát định, không trải qua các tiến trình tâm của cõi sắc và vô sắc, thì tại sao lại có tham ái ở hai cõi này, tức là cõi sắc giới và cõi vô sắc giới? Vậy tham ái hai cõi này là của một vị bất lai thuần quán trải qua sẽ như thế nào ạ? Cả hai vị này sẽ đều có cái tham ái với sắc giới sắc và vô sắc nhé, hữu ái vô hữu ái. Bởi vì là một cái vị bất lai, dù cái vị đó là thuần quán không có các cái tầng thiền định, nhưng mà cái tiềm ẩn ở bên trong nó vẫn có cái sự tham ái. Vị trong quá khứ vị cũng đã từng sống ở cõi sắc giới vô sắc giới rồi, cho nên là cái tiềm ẩn nó vẫn có, không phải là không có. Và đến cái thời điểm cận tử của vị đấy thì cái tâm nó sẽ tự động nó nhập định, nó sẽ vào tứ thiền sắc giới hay vô sắc giới gì đó. Vị đó trong cái sát na cận tử, chắc chắn cái nghiệp cận tử nó sẽ khiến cho vị đó chú tâm vào một cảnh gì đó và đắc các tầng thiền sắc giới hay vô sắc giới, rồi vị đó sẽ ước nguyện sinh về cái cõi nào đó ở trong cõi sắc giới hay vô sắc giới mà thôi, bởi vì vị đó sẽ còn tái sinh vào một trong hai cõi đấy, nên vị đó còn tham ái. Không có tham ái thì không thể có tái sinh được, nó còn có vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ vào cái cõi đó. Điều đó là tự nhiên, có cả hai đều có tham ái như nhau chứ không phải không nhé. Kể cả cái vị không có tầng thiền thì đến lúc cận tử vị đó cũng sẽ khởi lên một cái tâm thiền và sẽ khởi lên tâm tham ái và sinh về cái cõi sắc giới đó, nên là nó vẫn có cái điều đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Liên Hằng ạ. Dạ, thưa sư, con thiền đã hơn năm rồi, từ định giờ sang quán ạ, nhưng tâm vẫn vọng động rất nhiều, xin sư chỉ dạy cho con cách khắc phục ạ. Con xin chiên sư ạ. Vẫn còn vọng động rất nhiều, thiền nhiều năm rồi. Thực ra thì nếu mà thiền đúng ấy, thì khi mà nhập vào tầng thiền ấy, thì nó không còn vọng động nữa. Còn nếu mà nói rằng là thiền hết xong định rồi chuyển sang quán mà còn vọng động, có thể là sự thực hành thiền đó nó không đúng. Nó có một cái gì đó bị lầm lẫn ở trong đấy, nên là cái này thì phải xem xét lại cái sự tập thiền định đó, xem lại cái phần thiền định đã thực hành nhé. Còn cái lúc mình xả thiền ra rồi, có thể là cái tâm nó còn đang sang phóng động vào một chút thì có thể có, nhưng mà cái lúc mà mình nhập thiền an trú ấy, thì nó phải rất là định tĩnh và thanh tịnh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đinh Hiệp ạ. Dạ, thưa sư, con chưa biết nhiều về đạo Phật, nhưng theo con hiểu kết quả mà mọi người muốn đạt được là quả vị A-la-hán. Nhưng con thấy nếu tu tập thiền định thì ta chỉ có thể chứng thiền thôi ạ. Thế làm sao sau khi chứng thiền thì làm sao chứng được thánh ạ? Còn nữa, con nghe nói có những vị chưa chứng thiền mà vẫn chứng thánh, thì các vị ấy tu tập như thế nào ạ? Con mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho ạ. Tu tập để chứng thiền rồi sau đó lấy cái thiền đó làm nền tảng để thực hành thiền tuệ, thì cái con đường thực hành thiền tuệ đấy viên mãn thì sẽ chứng được các đạo quả.
Còn có một số người thì người ta không chứng vào các tầng thiền, nhưng mà người ta đạt được một cái sự cận định hoặc an chỉ định, tức là người ta cũng có được một cái sát na định hoặc cận định ấy, hoặc định cận hành, thì người ta chuyển sang thiền tuệ, thực hành viên mãn cái pháp thiền tuệ đấy, cho nên người ta chứng được đạo quả. Thì hai con đường đấy cũng đều trải qua, đều có định và có tuệ, thì mới có sự chứng đắc đạo quả. Chứ nếu một người chỉ dừng lại ở thiền định, không thực hành thiền tuệ thì không chứng đắc được đạo quả. Và người ta chỉ dùng thiền, tu thiền định làm nền tảng để thiền, thiền quán thôi. Và có người người ta đi thẳng vào thiền quán, thì người ta không chứng đắc được các tầng thiền cao, nhưng mà người ta chứng đắc được một cái mức định ở cái mức vừa phải. Đó là sát na định, an chỉ định, rồi người ta nương vào cái định đấy, người ta phát triển trí tuệ. Nên là người ta chứng được đạo quả. Cho nên là có hai con đường, là người chỉ quán và một cái người là thuần quán, đều đi đến đạo quả như nhau hết. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Trí ạ. Là con bạch sư, càng hành thiền nhiều con cảm thấy mình càng mong muốn xa lánh mọi người, thì có vấn đề gì không ạ? Càng hành thiền nhiều thì lại càng muốn xa lánh, không muốn tiếp xúc với mọi người, cũng đúng nhá. Cái pháp này là tự nhiên nó thành tựu cái pháp viễn ni và độc cư, tức là nó sẽ trở nên là mình thích sống an tịnh, thích độc cư như vậy. Bởi vì khi gần người khác tâm mình nó bị loạn lên. Khi gần người nó có nghĩa là mình muốn tiếp xúc là muốn nói chuyện. Nói chuyện là tâm nó năng sang. Còn những người mà khi có định, tâm của mình nó định tĩnh, mình lại muốn an tịnh, không muốn nói chuyện, là không muốn năng sang, thì cái điều đó là tu có tiến bộ, đừng có lo chuyện đó. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con xin sư chỉ dạy cách giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày ạ. Giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày thì chánh niệm ở đây mình phải hiểu chánh niệm là gì. Có nghĩa là tâm của mình nó nhớ nghĩ đến những điều chân chánh thì đó là chánh niệm. Nó nhớ nghĩ đến những cái điều xấu xa thì đó là tà niệm. Vậy thì một cái người nào mà mình luôn luôn để cho tâm mình nó nghĩ những chuyện dục tham, sân hận, những cái tham vọng quá khứ, tương lai thì đó là tà niệm. Còn một cái người mình đi đứng nằm ngồi hay khi mình làm những cái việc gì đó, mình luôn luôn nghĩ về những cái điều chân chánh. Ví dụ mình nghĩ về Đức Phật, nghĩ về những cái bài kinh mình đã được nghe, mình đã được học, nghĩ về giáo pháp, nghĩ về những cái việc thiện mình đã làm như là bố thí, giữ giới, cung kính, cúng dường, rồi nghĩ về những cái pháp môn tu tập như là niệm thân, hơi thở bảo ra, niệm thân bất tịnh, quán ba hai thể chửa, quán sát chết, niệm về sự chết, để nó ni tham, ni sân, rải tâm từ, nhớ đến những cái điều tốt mà mọi người đã làm cho mình, hay là tư duy về cái con đường tu tập đi đến Niết Bàn, thì đấy đều là chánh niệm hết. Nghĩa là cứ tâm mình tham sân si là tà niệm, tâm mình nghĩ đến cái gì mà nó vô tham, vô sân, vô si thì là chánh niệm. Thì có rất nhiều những cái để mình suy nghĩ những cái điều chân chánh, nghĩ đến những điều chân chánh là chánh niệm rồi. Đấy, thì cứ vậy mà phát triển lên thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Hạnh ạ. Dạ, con bạch sư, một người có tánh tham dục mạnh thì thực hành thiền như thế nào nó hết ạ? Cái đấy thì tốt nhất là hành thiền quán về xác chết. Ví dụ như là mình đã từng nhìn thấy một xác chết, rồi mình nhắm mắt để mình hình dung ra cái xác chết đó, nó đầy những cái giòi bọ, xong là mình niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Cái tâm mình nó chú liên tục trên cái tướng bất tịnh đấy, là nó sẽ tự động nó ni được cái tham dục trong đi. Mình sẽ cảm thấy dứt trừ được tham dục bằng cách niệm xác chết, đó là tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hiền Lạ. Dạ, thưa sư, thiền nguyên thủy với thiền tổ sư có gì giống và khác nhau không ạ? Thiền nguyên thủy với thiền tổ sư là những cái pháp thiền mà theo pháp thiền phát triển về sau này. Thiền nguyên thủy thì là do Đức Phật dạy. Thì Đức Phật dạy về những cái pháp về thiền định, 40 pháp thiền định và 16 cái tầng thiền quán đấy là thiền nguyên thủy. Như là thiền tứ niệm xứ đấy, thì gọi là thiền nguyên thủy. Như thiền nguyên thủy thì một cái người thực hành những pháp thiền như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm niết bàn, niệm về ba hai thể trược, niệm bộ xương, niệm hơi thở vào ra, quán các ca xin lá, đất nước lửa gió, nên bằng nào tránh sáng ư không, tứ thiền sắc giới, tứ thiền vô sắc giới, thiền tâm từ bi hỷ xả. Đấy là các pháp thiền định. Còn thiền quán ấy thì là quán về danh sắc, năm uẩn ấy, quán về duyên khởi, quán về tam tướng vô thường khổ vô ngã, về cái sự sinh diệt, về cái sự tan hoại của cái năm thân năm uẩn này, rồi quán cho đến khi nào mình trở nên nhàm chán ni tham, chứng được các cái pháp siêu thế như là đạo quả niết bàn, thì đấy được gọi là những cái pháp thiền nguyên thủy. Có hai, chia làm hai, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thì nó chỉ
chung chung là có hai pháp đấy mà thôi. Còn tục sư thiền, tục sư là những cái pháp của các cái pháp thiền phát triển về sau này. Ví dụ như Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đi sang bên Trung Hoa truyền lên một cái pháp thiền gọi là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, thực chỉ nhân tâm, tức là thiền tham thoại đầu. Hay là những cái pháp thiền như sau này, thì thứ không hiểu về tổ sư thiền thì thứ không hiểu lắm, nhưng mà thứ biết sơ sơ qua, ví dụ như là thiền năm tế tạo động. Ví dụ như thiền năm tế thì sư năm tế đi vào hỏi sư Bách Trượng thế nào là đại ý Phật pháp, thì vị đấy bị thầy cầm cái gậy đánh cho đệ tử một trận, thế vị đệ tử khóc than này đi ra, thì lần thứ hai đến bị ăn một trận đòn, lần thứ ba đến đánh cho trận nữa thì bị nó giác ngộ, thế giác ngộ được chân lý rồi. Đánh lại thầy một cái, thầy bảo học trò như thế là giác ngộ rồi. Thế là về sau này vị thầy cứ đi dạy pháp thiền đó, thì cứ ai đến học thì cũng dùng gậy đánh hét chửi mạng. Thì đấy được gọi là tổ sư thiền thì hay có những, và hay có những câu gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, thầm thầy đánh thầy nọ kia đấy. Thì đấy là, thì những cái pháp đấy nó không có phải là thiền chỉ, mà nó không phải là thiền quán, mà ý muốn nói là làm cho người ta trực ngộ, giác ngộ. Thì những cái điều đó đi đến cái sự giác ngộ cái gì? Thì ví dụ như trong giáo pháp thì Phật giáo Nguyên Thủy này giác ngộ, phải giác ngộ ra chân lý tứ thánh đế, giác ngộ ra các sự thật, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đấy là do cái lộ trình tu tập từ thiền chỉ đến thiền quán đi đến cái sự giác ngộ như vậy. Còn có những cái pháp thiền nói là tu tập rồi đến một lúc nào đó trực ngộ, kiến tánh thành Phật gì gì đó, thì đấy là bên thiền của Phật giáo phát triển. Đấy là nó có cái sự khác nhau như thế. Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có những cái pháp mà Đức Phật đã dạy, thì Đức Phật chỉ có dạy về về thiền chỉ là 40 pháp thiền định, và thiền quán là quán về năm nguồn đấy, về sự vô thường của vô ngã, và để giác ngộ ra các sự thật, muốn thánh đế mà để đoạn trừ các phiền não ô nhiễm mà đi, thì đấy là thiền của Nguyên Thủy. Còn tục sư thiền như thế nào thì nên trên Google tra để xem lại thì sẽ hiểu hơn. Thì sư cũng không có tìm hiểu sâu nên sư không giải thích nhiều. Thì sơ sơ biết chút chút vậy, sư nói qua chút vậy rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Anh Quế. Dạ, con thưa sư ạ, sư cho con hỏi như sau ạ. Dạ, ánh sáng khi hành thiền mà sư thường nói nó như thế nào vậy ạ? Nó nằm ở trước mắt hay trước mũi hay ở chỗ khác ạ? Có phải nó giống như có ai chiếu đèn pin vào mắt lúc mình nhắm mắt lại phải không ạ? Thì cái ánh sáng do cái tâm của mình nó định tĩnh, nó thanh tịnh thì nó phát sáng lên. Thì một cái người mình cứ thực hành mình phải thấy, chứ còn cái này mình không nên tưởng tượng. Ví dụ như là cứ thực hành thiền mình chú tâm trên hơi thở, để tâm liên tục ở hơi thở này. Thì khi mà cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, tức là nó bớt đi những cái tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, dạ hối, hoài nghi, những cái năm triền cái nó bớt đi, thì cái tâm của mình nó sẽ sáng sủa đi. Nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh, nên là nó thành cái ánh sáng. Ánh sáng thì nó có ba loại, một là gọi là chuẩn bị tướng, hai là học tướng, ba là tự tướng. Thì nó chuẩn bị tướng tức là lúc ấy nó mờ mờ, cái hơi thở nó chuyển thành cái màu mờ mờ như khói thuốc. Rồi nó chuyển thành tự học tướng là nó trắng lên như mây, như một cái dải lụa thả, rồi nó chuyển thành tợ tướng là nó sáng rực rỡ lên như là bóng điện là sáng đèn pha trước, thì hoặc là mặt trăng mặt trời. Mỗi người có một cái tưởng, nên là mỗi người sẽ thấy một cái ánh sáng nó xuất hiện một cách khác nhau. Có người thấy là nó như con đom đóm, có người thấy như dải lụa, có người thấy như vì sao, có người thấy nó như là bông hoa. Thì mỗi người sẽ thấy nó có hình dáng, màu sắc và cái hiện tượng diễn tả, thì mỗi người diễn tả một cách khác nhau. Nhưng cái đó mình phải không nên quan tâm, mình cứ để ý vào cái đối tượng mình đang thực hành. Ví dụ như hơi thở ấy, mình cứ để vào đấy, thì càng lúc ánh sáng nó sẽ càng rõ lên, sáng rực rỡ và tỏa chiếu lên. Thì đấy là cái tâm của mình nó sáng ra thôi, chứ không phải là cái gì cả, gọi là cái tâm của mình nó tỏa sáng lên. Thì khi nào mình tu mình thấy điều đó mình sẽ tự biết, chứ mình không nên so sánh nó với cái gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Vũ Hà Anh ạ. Dạ, con thưa sư, con được khuyên là không nên học thiền, vì nếu thiền không đúng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Con đang mới chớm bắt đầu tìm hiểu và học thiền nên nghe điều đó hơi bị lưỡng lự. Thì nếu mà mình hành sai, hành thiền mà khởi lên tâm tà, mình khởi lên một cái tà kiến ý, trong cái lúc mình ngồi thiền mình cứ nghĩ là mong sao mình có thần thông này,
mà hay là khởi lên một cái tâm ngã mạn hay khởi lên những cái tâm bất thiện ấy. Bởi vì thiền thì nó có chánh định, nó có tả định. Thì nếu mà một cái người không có người hướng dẫn, mình tự thực hành, mình khởi lên những cái tâm đó, mình không biết dừng lại, không biết đối trị với những cái tâm đó. Hoặc nữa là có những người bị nầm tưởng, mình tu tập tiến bộ một chút, mình sẽ thấy những cái quang tướng nó xuất hiện, rồi mình nghĩ đến cái gì nó hiện ra cái đó. Rồi mình tưởng là mình đã chứng đắc được các cái pháp thượng nhân cao siêu, thì nó bị ảo tưởng, nó tăng dần lên, rồi nó trở nên hoang tưởng, rồi nó trở nên tăng thượng mạn, rồi là mình sẽ bị là như vậy. Còn nếu mà tu cho nó đúng, tu một cách chân chánh, có cái mục đích chân chánh, có cái ý hướng chân chánh tu tập, mà nó không bị khởi lên những cái tư tưởng sai lầm đấy, không bị ảo tưởng mê lầm đấy thì sẽ không bị. Còn nếu mà người nào mà tu mà bị ảo tưởng mê lầm do những cái tâm bất thiện nó chi phối thì sẽ bị thì những cái ảo tưởng đấy, rồi mình gọi là như thế thôi. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kitty ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, điều kiện để trở thành một Kapiya cần phải có những yếu tố và điều kiện nào ạ? Kapiya, Kapiya là một cái người mà hộ tăng, gọi là Kapiya, thì cái người đấy mình về là cái người Phật tử thuần thành, thân cận, một cái chữ chư tăng. Và nếu như mình là một cái người Kapiya đấy thì mình cũng phải hiểu những cái giới luật của các vị tăng đấy, cần tại sao cần Kapiya. Kapiya là cái người gọi là hộ giới, bởi vì những cái vị sư đôi khi có những cái giới luật không được phép làm, cho nên là phải có người hộ làm hộ, cho nên gọi là hộ giới. Ví dụ như cứ đi ăn mà tại sao các Phật tử cứ phải nâng cái bát cho những vị sư ấy? Đấy được gọi là một cái người hộ tăng, hộ giới đấy, bởi vì phải dâng các cái vật thực, các cái vị sư trước khi dùng vật thực cần phải có người dâng. Thế người dâng vật thực ấy, đấy gọi là người Kapiya hộ tăng đấy. Hay là có những cái người mà phải dùng những cái dĩa hay những cái dao hay những cái tam đấy để châm vào những cái rau sống hay là những cái trái cây mà nó có hạt, thì cái vị thầy sẽ nói là Kapiya Karohi, tức như là hãy làm cho cái này nó hợp pháp. Thì cái người Phật tử đó thì sẽ nói là Kapiya Bành Tê, có nghĩa là dùng cái một cái vật gì đó để mình châm vào cái trái cây mà nó có hạt hay là những cái rau mà nó còn sống đấy, thì có nghĩa là con đã làm cho hợp pháp, tức là đã làm hợp pháp rồi. Đấy được gọi là một cái người trở thành cái Kapiya. Mình hộ chỉ cho một cái vị tăng để cho vị đó không bị phạm giới, để cho vị đó được thanh tịnh giới. Hay là có những người hộ tăng bằng cách đó là giữ những cái tứ vật dụng của các vị chư tăng. Ví dụ như các vị chư tăng có những người ta cúng dường rất là nhiều những cái thực phẩm như là mật ong hay là những cái thực phẩm thức ăn hàng ngày, thì các vị sư theo đúng Phật giáo Nguyên Thủy giữ giới là không được tích trữ những cái thực phẩm đó, thì các vị ấy cần phải có cái người giữ hộ những cái thực phẩm đó, thì được gọi là cái người giữ ấy được gọi là Kapiya, giữ hộ các cái thực phẩm để đến bữa ngày hôm sau các vị đấy dâng lại cho các chư tăng dùng, thì cái người giữ hộ những cái vật đấy được gọi là Kapiya. Và những cái tứ vật dụng khác mà có những thí chủ người ta không cúng trực tiếp bằng y áo thức ăn, mà người ta cúng bằng những cái tịnh tài tịnh vật ấy, thì cái người sẽ giữ hộ những cái vị chư tăng đó, thì những cái vị đó được gọi là Kapiya. Thì mình cảm thấy mình có điều kiện mà mình có cái ước muốn, mình có cái sự thấu hiểu, mình có cái sự muốn hộ trì chư tăng, thì mình hãy tác bạch thưa sư hay là kính bạch chư tăng, con xin được làm Kapiya cho chư tăng, khi nào chư tăng cần con giúp hộ giới hay là hộ trì việc gì thì hãy cho con biết để con sẽ hộ độ chư tăng. Thì đấy là một cái cách làm Kapiya thông thường. Còn những người muốn làm những cái việc Kapiya riêng về một cái việc gì đó, ví dụ như là có những người muốn làm Kapiya riêng thì tác bạch là kính bạch sư, khi nào sư cần một cái chú xứ, cần một cái thất để ở thì sư nói con, thì con sẽ cúng dường xây cho sư một cái thất. Thì đấy là được gọi là Kapiya. Có người nói là khi nào sư cần về y áo thì sư nói với con. Thì tất cả những cái sự tác bạch như vậy, có cái sự muốn hộ chỉ, muốn hộ độ như vậy, thì cái người đấy trở thành Kapiya. Đấy là cái điều kiện để trở thành Kapiya là vậy. Muốn hộ điều chỉ hộ độ một vị nào đó, muốn cúng dường vị nào đó về những cái vật chất của mình hay về những cái công sức mình sẽ giúp những cái việc gì, thì mình tác bạch đúng cái điều kiện mà mình có thể làm được, và thì lúc đấy mình trở thành Kapiya. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kusana Chita. Dạ, con kính bạch sư ạ, hạnh đầu đà có phải là tu khổ hạnh không ạ?
người nào nên tu, người nào không nên tu hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là những cái hạnh cũng cái khổ hạnh, thì có cũng có lúc Đức Phật gọi là đây là một cái pháp tu khổ hạnh, nhưng mà cái khổ hạnh đây không phải là khổ hạnh cực đoan, mà là một cái khổ hạnh đặc biệt, mà một cái pháp tu khổ hạnh tích cực. Thì cái hạnh đầu đà này nó sẽ phù hợp với những người nào có dục tham rất là mạnh, thì những người đấy nên tu các hạnh đầu đà. Đầu đà có hạnh dùng y vấn tảo, ví dụ những người nào mà tham đắm về mặc đẹp ở đẹp ấy thì nên tu hạnh đầu đà để diệt trừ cái tâm tham ấy đi. Đó là mình tu mặc y phấn tảo, chỉ mặc ba y, có người tham tích chữ nhiều y mà, thì cái tâm tham đấy nó làm chướng ngại cái con đường thực hành thiền trì quán, thì tu hạnh đầu đà. Có những người tham về chỗ ở thì thích ở nơi sang trọng cao xa, thì nên hạnh đầu đà ở dưới gốc cây, ở nghĩa địa, ở nơi nhà trống, ở những cái nơi ấy. Có người tham về ăn uống thì thực hành cái hạnh đầu đà như là đi khất thực, thì ăn chỉ một lần hay là ngăn chặn vật thực rồi không ăn nữa, thì để mình tiết chế. Hạnh đầu đà là mang cái sự tiết chế các cái dục tham đối với những cái vật dụng, y áo, đồ ăn khất thực, và cái sự tiết chế về chỗ ở, và một cái hạnh đầu đà ngồi không nằm, thì nó sẽ tiết chế cái người đấy thích ngủ nghỉ. Thế nên người nào mà tham ngủ nhiều ấy, đắm chìm mà ngủ nghỉ nhiều ấy, thì thực hành cái hạnh đầu đà là ngồi, chỉ ngủ ngồi mà không nằm. Và những cái hạnh đầu đà nó làm cho vị đó tăng trưởng cái tinh tấn, làm cho cái sức tinh tấn trở nên mãnh liệt, và sẽ khiến cho vị đấy dễ dàng áp chế ngự được những cái dục tham, những cái tham ái vào những cái vật dụng hàng ngày, và cái vị đấy dễ dàng chứng đắc được các pháp thiền chỉ quán. Pháp hạnh đầu đà nó sẽ phù hợp với một số người và nó không phù hợp với một số người. Ví dụ như là đối với người nam thì Đức Phật cho hành cả 13 hạnh đầu đà, nhưng mà với người nữ thì Đức Phật không áp dụng tất cả những cái pháp mà liên quan đến chỗ ở. Người nữ không được ở độc cư, không được ở gốc cây, ở nghĩa địa, ở chỗ trống, ở một mình, thì người nữ sẽ dễ bị những cái người xấu người ta xâm hại đến phạm hạnh. Cho nên là Đức Phật mới chế cái người nữ thì không nên áp dụng cái hạnh về ở, còn những cái hạnh khác thì có thể áp dụng được. Và một số người không nên thực hành hạnh đầu đà, đó là một cái số người tham về danh vọng. Có người là cái người đó không tham về cái ngũ dục, về ăn uống đâu, mà người đó ham danh vọng, tức là mình muốn nhanh được nổi tiếng, muốn được người khác biết đến, muốn được người khác cung kính, tôn trọng, và mình tu hạnh đầu đà vì mục đích mong được người khác tôn trọng, cung kính, được nổi tiếng. Cho nên là người đó sẽ giả vờ mặc những cái áo xấu xa vã rách rưới, sẽ ôm bát đi khất thực hay là ở những cái nơi gốc cây nghĩa địa, nhưng mà luôn luôn mong cầu là có người nào biết đến và tán thán mình, thì những người này không nên tu hạnh đầu đà. Thì những cái tu hạnh đầu đà nó chỉ tăng trưởng thêm cái dối trá của cái vị đó, tăng trưởng thêm cái ngã mạn, bởi vị đó tu hạnh đầu đà vì đó khen mình chê người, thì đó sẽ thấy mình mới là chân chánh, còn những người khác là xấu xa, thì những người này không nên tu hạnh đầu đà. Hay là cái tu hạnh đầu đà mình cảm thấy cái phiền não mình nó tăng lên, cái sức khỏe mình nó không đủ để thực hành, hoặc là khi tu hạnh đầu đà mình cảm thấy định của mình bị yếu đi, tuệ mình giảm đi, thì không nên. Còn mình cảm thấy giới định tuệ nó tăng trưởng thì nên. Và một người nữa nên tu hạnh đầu đà, đó là những người thương tưởng cho đời sau, muốn cho sao pháp được trường tồn lâu dài. Thì vì đó, ví dụ những bậc A-la-hán như ngài Kassapa, ngài Ca Diếp là hạnh đầu đà đệ nhất, dù ngài chứng A-la-hán rất sớm, nhưng ngài suốt đời tu hạnh đầu đà, bởi vì ngài muốn làm gương cho đời, để cho thế hệ sau người ta noi theo. Thì những người như thế thì nên tu hạnh đầu đà. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Chích Tệ. Dạ, con bạch sư, làm sao biết được là mình đang thực hành theo trung đạo và không bị rơi vào hai cực đoan khác ạ? Hành theo trung đạo mà những người nào biết được cái này, tức là thì người đấy mình thực hành như thế nào, ví dụ như là không chạy theo những cái tham dục ở đời. Một cái người mà mình tích chữ, mình tham quá, quá là tham đối với những cái vật dụng ấy, đối với những cái nhu cầu như là thích ăn ngon, thích mặc nhiều y áo, thích ở sang trọng, thích những cái danh vọng, chức quyền ấy, thì đấy là rơi vào một cái bị thối đọa về tham dục. Còn một cái người mà rơi vào cái sự tu khổ hạnh, tức là tu khổ hạnh quá là khắc nghiệt. Ví dụ như là khi mà mình tu khổ hạnh như thế mà cái tâm ngã mạn nó tăng lên, cái
tham dục nó tăng lên, rồi là những cái phiền não ở trong lòng nó tăng lên, mà mình không đạt được những cái pháp tượng nhân, ví dụ như mình tu khổ hạnh như vậy mà mình thấy rằng là phiền não của mình nó còn nhiều hơn cái lúc mình chưa tu khổ hạnh, thì là mình đang bị rơi vào cái cực đoan của tu khổ hạnh. Còn nếu như mà một cái người mà biết mình tu trung đạo, là mình, khi mà mình biết rằng mình tu tập như thế nào mà tham sân si nó giảm bớt đi, và vô tham vô sân vô si của mình nó tăng trưởng lên, cái trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng, tâm thanh tịnh nó càng tăng trưởng, giới hạnh nó càng tăng trưởng lên, thì đấy là mình đang tu theo đúng trung đạo. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối trong buổi hôm nay ạ. Từ hành là tham ma. Là thưa sư, thế nào là thiện tâm hợp trí tuệ và thiện tâm không có trí tuệ ạ? Và quả báo của hai tâm này sẽ như thế nào ạ? Thiện tâm hợp trí tuệ là khi mình làm một cái việc gì đó mà mình có cái sự hiểu về cái nhân quả nghiệp báo của cái việc đó là thiện tâm hợp trí tuệ. Ví dụ như là khi mình đảnh lễ Phật, mình hiểu Đức Phật là ai và mình hiểu là cái việc lễ Phật này sẽ đem lại lợi ích cho mình. Thì đó là thiện tâm hợp trí tuệ. Còn một cái thiện tâm ni trí tuệ là một cái người, người ta cũng đến chùa, người ta cũng chắp tay lễ Phật, người ta cũng cúng dường, nhưng người ta không hiểu Phật là ai. Người ta nghĩ Phật là ông thần, ban ơn giáng họa, là người ta cầu xin cái này cái kia. Người ta không biết những cái việc của mình tốt hay xấu. Những người thiện tâm hợp trí tuệ khi dâng những cái đồ đạc thì đó, hương hoa đăng trà, quả thực nên cúng Phật, người ta biết là cái sự cúng dường chỉ để tạo nên cái sự thiện tâm của mình, và nó tạo nên cái thiện nghiệp cho chính mình. Cái Phật không ăn cái đó, thì đó là người có trí tuệ. Còn những người ni trí là cái người người ta cúng dường, người ta tưởng là mình mà cúng dường cái lễ vật mà ngon lành sang trọng là vật mới hoan hỉ. Còn những người kia cúng dường những cái ít ỏi nên chắc là Phật không quý bằng mình. Thế là mình nghĩ như thế, mình lấy cái tâm phàm, mình nghĩ đến tâm thái như vậy, thì đấy là ni trí. Một người không có trí tuệ, không hiểu Phật là ai, không hiểu cái hành động của mình nó sẽ để lại cái quả báo như thế nào cho đời sau. Thì những cái thiện tâm hợp trí và ni trí đấy, nếu như một cái người đó đến lúc cận tử mình còn nghĩ về cái thiện nghiệp mình đã làm, thì cái người mà thiện tâm hợp trí tuệ đấy chết với cái nghiệp, với cái tâm đấy, thì khi đi tái sinh lại đời sau trở thành cái người tam nhân, là cái tâm tục sinh nó là tâm vô tham vô sân vô si. Cho nên là cái vị đó ở cái đời đấy, vị đó sẽ là một cái người có cái trí tuệ lớn. Nếu như vị đó mà tu tập, vị đó là chứng đắc được những pháp thượng nhân như là thiền thông đạo quả. Còn những người mà hàng ngày mình làm những cái việc thiện mà không có trí tuệ, nếu đến lúc chết tâm của mình nó bắt vào cái nghiệp đấy, thì đến lúc mình cái tâm tục sinh ở kiếp sau nó sẽ là cái tâm không có tuệ, tức là cái tâm tục sinh ni trí, là trở thành người nhị nhân. Thì mình sẽ là một cái người đó, cái trí tuệ nó sẽ kém hơn một chút, và nhất là cái trí tuệ để mà giác ngộ được chánh pháp là không có. Nếu như người đó có hành thiền không đắc thiền, không đắc được các pháp thượng nhân như thiền thông và chứng đắc được đạo quả trong cái kiếp mà vị đó là một cái vị nhị nhân này, thì cái hai cái tâm này nó khác nhau, là nó cho ra cái quả hoàn toàn khác nhau như vậy. Nên là người ta cần có cái thiện tâm hợp trí tuệ rất là quan trọng.